Phan Thiết, ngày 27 tháng 11 năm 2019. Ghi dấu cảm xúc. Mặc dù đã trở về nhà bình an sau chuyến hành hương, đồng hành cùng Đức Thánh Cha Francisco gần một tuần, nhưng trong tâm trí tôi vẫn không quên hình ảnh và nụ cười thân thiện của vị cha chung giáo hội Hoàng Vũ. Khi hay tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thái Lan, Nhật Bản, tôi đã nhanh chóng đăng ký tham gia. Dù công việc ở giáo xứ cũng bồi bổn do phải chuẩn bị cho việc kết thúc tháng các đẳng linh hồn và đón mừng Chúa Giáng sinh, sợ cha xứ và anh em trong hội đồng mục vụ biết rồi níu lại do quá nhiều việc, nên tôi đã lặng lẽ lên đường, cũng không dám xin lễ cầu bình an cho chuyến đi. Tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa và mẹ Maria. Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, nhưng tôi bỏ lại đằng sau tất cả những buổi lễ, những lãng hoa chúc mừng, những tiệc liên hoan để cùng bay với đoàn. Khi đến đất nước Thái Lan, cảm nhận đầu tiên của người dân Thái Lan cũng náo nức đón chào Đức Giáo Hoàng, dù số người Kitô giáo của họ rất nhỏ bé. Suốt ngày 20 và sáng ngày 21 tháng 11, mọi người trong đoàn ai cũng ít lưu tâm đến các chương trình tham quan do công ty du lịch Việt tổ chức. Ai nấy chỉ chăm chăm sao cho đến giờ để tận mắt nhìn thấy Đức Giáo Hoàng bằng xương bằng thịt. Dù 18 giờ thánh lễ mới bắt đầu, nhưng mới 14 giờ đoàn đoàn lớp lớp người đã xếp hàng trật tự vào sân vận động Savatthi, quận Pathankwan, thủ đô Bangkok. Ai nấy đều vui mừng hân hoan, tay bắt mặt mừng dù chưa hề quen biết nhau. Kể cả các tình nguyện viên người Thái cũng rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ đoàn chúng tôi vào sân an toàn, dù phải qua 4 vòng kiểm tra an ninh. Khi xe của Đức Giáo Hoàng đi qua chỗ ngồi của đoàn Việt Nam, ai nấy đều đứng lên, tay cầm cờ, cầm nón lá, hô vang Viva el Papa Pope Francis, Việt Nam, Việt Nam. Hình như Đức Thánh Cha cũng quay nhìn và ngài cất tiếng chào Việt Nam. Dù không muốn, nhưng tôi và mọi người trong mắt tràn mi, nghẹn ngào, xúc động bởi khuôn mặt thánh thiện và nụ cười âu yếm của ngài. Có người còn mạnh dạn lên tiếng, đã tận mắt thấy Đức Thánh Cha, giờ có chết cũng mãn nguyện. Làm tôi nhớ đến câu nói của ông già Simeon: Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa để cho chúng tôi tớ Chúa ra đi bình an theo lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Qua đó cho thấy dân Việt Nam yêu mến, kính trọng đấng nhân dân Chúa mà đến như thế nào. Suốt buổi lễ, may thay đài Vatican News đã trực tiếp dịch ra tiếng Việt cho mọi người hiệp thông cách trọn vẹn nhất. Tôi khâm phục người Công giáo Thái Lan, dù chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, nhưng họ đã tổ chức quá chu đáo cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tôi đã gặp nhiều tình nguyện viên dễ thương, thân thiện, nhưng họ cho biết mình không phải là người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng vì hình ảnh đất nước họ, vì kính trọng, yêu mến Đức Giáo Hoàng, nên họ sẵn sàng phục vụ vô điều kiện. Tôi khâm phục Đức Giáo Hoàng, dù đã 83 tuổi, nhưng từ khi đáp xuống phi trường Thái Lan, ngài liên tục làm việc, xem lịch trình của ngài ít thấy thời gian nghỉ ngơi, hết việc này đến việc khác, liên tục. Tạ ơn Chúa đã ban cho ngài sức khỏe thật phi thường để gánh vác công việc của Chúa giao phó cho ngài. Tôi thấy nơi Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ có nhiều giám mục, linh mục đến từ Việt Nam. Đặc biệt, trên bàn thờ rất ít bông hoa, chỉ có 2 cây nến. Lời cảm ơn của đại diện Hội đồng Giám mục Thái Lan cũng rất ngắn gọn, xúc tích. Tôi đánh giá cao công ty du lịch Việt đã tích cực chuẩn bị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo dân Việt Nam đến gặp và tham dự thánh lễ cùng Đức Giáo Hoàng. Tạ ơn Chúa, không phải ai cũng có điều kiện tận mắt nhìn thấy vị đại diện Chúa Kitô nơi trần gian. Tôi và chắc chắn nhiều giáo dân Việt Nam mong ước Đức Thánh Cha sẽ ghé thăm đất nước tôi một lần, dù chỉ một lần, mong thay. Sau chuyến tông du Thái Lan và Nhật Bản, Đức Thánh Cha đã cho thế giới thấy hình ảnh của Chúa Đức Kitô đang sống, Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Paulo Nguyễn Hữu Tạo, Giáo xứ Gia An,
giáo phận Phan Thiết. Phòng hành hương Công giáo Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.